Anh em ơi, mình có siêu phẩm nha, Echo chưa đổ xăng nha. 67C nha. Nè. Chưa đổ xăng nha. Mình cái lam nè. Đó, Echo không? Đó, xả luôn nha anh em. Anh em nào thích thì gọi cho mình nha. Không cần con máy này, không cần nổ máy đâu. Đây, siêu phẩm nha. 7 Silowa 757 nha. Đó. Chưa đổ xăng nha. Nè. Bộ anh em nhìn nè, máy bãi gì gì là quá biết. Nè nha. Chuông nè, trái khế chưa có dấu nha. Đó. Chưa có dấu luôn nha. Anh em xích alo cho mình nha. Đó. 757 nhiêu xe đâu? 73. 73 xe nha. Đây. Set đồ mà. 120 nha. Dây giật còn nguyên luôn, máy khỏi phải quảng cáo. Nè. Đó. Đó. Bao anh em luôn. Thích đầu có đầu, thích lao có lao. Con này xả luôn nha. 2.500.000 nha. Đây anh em ơi. Đầu 6 con nè, ghi nha. 066 có nè. Đây là 066 nè. Giật giật của con chó ấy không? Cuốn giật của 066. 1 2 bộ. 3 bộ. 3 bộ. 3 bộ áo. Một cái bình xăng lớn nha. Không bể vỡ gì hết nha. Miếng này đây, nằm đây nha. Nè. Ok chưa? Một cái quán giật của 066 nha, hồi xưa nó cái gì nè. Giật giật 66 nha. 066 nha. Rồi 3 bộ dưới này luôn. Tất cả tập 3 bộ này đúng 1 triệu. Anh em lưu ý nha, thích thì liên hệ cho mình 1 triệu, không có ship siêu đê nha. Những khoản không có ship siêu đê xì xiết cho kia. Anh em nào có buồn thì cũng chịu. Không ship siêu đê nha. Cái này là siêu phẩm nha. Mà cực kỳ hiếm nha. Quay lăng 084 nha. Hàng theo máy nha. Mà hàng mua này rồi cũng có đâu. Mới ken sập em. Anh em nào thích alo cho mình nha. Gan sò en luôn. Nồng nha, zin nha. 084 thì lô mua không có đâu. Đó, gan sò en. Chải nha. Đó, anh em nào thích cần alo cho mình nha. Chải xanh lè luôn. Bộ này cực kỳ hiếm nha. Anh em là có tiền thì mua đi dành đi, có chạy 084 mua đi dành nha, kiếm không ra đâu nha. Cái này mới siêu phẩm luôn đó nè. Shingu nha. Shingu máy mình quên mẹ cái tên rồi. Chạy nè, bên trong quăng ngang nha, xanh lè luôn nha. Shingu nha. Shingu nè, chế Shingu nha. Lửa Shingu nha. Qua lăng Shingu nha. Đó. Rồi xả luôn. 500k nha. Nồng như mới qua lăng. Cháy. Lửa. Y như mới. Shingu quá. Xả luôn anh em ơi. Con này ngang qua xả là xả được đâu rồi. Đây. Con này mới xả luôn anh em ơi. Set đồ man. 119 nhìn trái nè. Anh em nhìn trái nè. Ừ. Đó. Đó. Trái đó. Nè, nồng nè anh em. Bao rồi, tay cầm nha, tay cầm nha, qua lăng này nha, đầy đủ không thiếu gì. Áo gió này nha, áo gió này nha, bình xăng con này nha, cổ bình xăng con này nha, bô này nha, gió qua lăng này nha, chuông hợp kim nha. Đó. Đây có cái xác anh em ơi. Cái xác này 120 lột cái trái rồi, còn cái dên can sò en luôn. Đó, chung đây.
ốc đáng này nha. Cái này mâm lửa này của 119 mình lên, mình cắt mâm lửa để lên tăng lửa rồi, anh em nào thích thì cái là mua cục lửa gắn vô là chạy thôi nha, không cần lửa với thép nha. Rồi xả luôn anh em ơi, tắt đặt 1 triệu đồng xả luôn nha. Anh em nào thích alo sớm thì còn nha, muộn là hết nha. Con máy này xúc sắc nha, mình không làm đâu, mình xả nó, mình không làm, tuyên bố thẳng với anh em mình không làm, không làm mấy bắt cá, mình xả luôn nha. Rồi đây luôn đây anh em ơi, sáu echo 601 nha, 601 nha, 601 nha, xả luôn 3 cây này anh em, anh em mà lấy luôn 3 cây này 1.500.000 một cây, bao tắc thùng tắc riêng từ A đến Z đó. Còn đặc biệt cây này 602, cây này 2.500.000 kiếm không ra anh em nha, riêng như cái thùng nha. Cây này mới ghê nè, Estin 045 AV mới như cái thùng đó anh em. Đặc biệt cây này bán đúng 3 triệu, xả luôn cái đầu. Rồi vậy đi con, mai xả tiếp.